chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này và mình là Aqua Woman. Yeah. Thôi quá. Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và hôm nay chúng mình sẽ lại có một Shopee haul. Thế nhưng mà cái Shopee haul này nó sẽ đặc biệt hơn những cái Shopee haul khác. Đấy chính là tất cả những món đồ mình mua trong cái video này, trong cái tập này, thì sẽ đều là do sự gợi ý của các bạn. Và tầm một tháng trước mình có up lên trên Insta một cái story và mình hỏi các bạn là muốn mình mặc thử bộ đồ nào thì các bạn hãy gửi ảnh và gửi link cho mình. Và mình đã nhận được rất là nhiều, rất nhiều những gợi ý của các bạn. Và mình thấy là hình như là các bạn yêu thương mình hơi quá rồi, các bạn gửi cho mình nhiều bộ đẹp quá, mà chữ đẹp nó phải ở trong ngoặc kép hẳn hoi nha các bạn. Thực ra thì mình muốn mua hết, mình muốn mua tất cả những cái món đồ mà các bạn gửi cho mình. Thế nhưng mà ở trên Shopee thì người ta lại không có size của mình là một. Thứ hai nữa là người ta có những món người ta mình đã trả tiền rồi nhưng mà người ta không giao hàng đến cho mình. Ngoài ra thì là có những món nó không còn hàng luôn á các bạn. Thế nên là mình sẽ chỉ lựa được những cái món ở trong này thôi, thực ra cũng khá là nhiều đấy. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái video rất là vui, bởi vì mình, các bạn tin mình đi, tin mình đi, là những bạn ở trên Insta yêu thương mình lắm, gửi cho mình nhiều bộ đẹp lắm. Bạn nào mà chưa follow Insta của mình thì follow nhé, bởi vì biết đâu đấy là một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những cái thành phần quan trọng trong video của mình, ví dụ như cái video này. Nào bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu mở gói hàng đầu tiên. Đầm ôm ngắn tay màu trơn gợi cảm cho nữ, màu tím. Ồ, cái đầm này có vẻ xinh đấy này, dáng ôm các bạn ạ. Cái đầm này nó có giá là 131.000, khá là rẻ, thế nên là cái chất lượng ý nó cũng không thật sự là quá tốt các bạn nhá. Nhìn này, cái phần ở trên này các bạn sẽ thấy là một số cái phần vải, phần chỉ nó bị sổ lông rồi này. Bởi vì cái này nó là dạng dệt len, dệt kim ấy, thế nên là cái len này nó rất là dễ bị sổ lông. Ngoài ra là cái đường may người ta may cũng không đẹp với các bạn. Cái đường nối giữa phần lưng với cả cái phần vai của chúng mình ấy nó cũng không được khớp cơ, và nó bị sổ chỉ lung tung này. Thế nhưng mà mấy cái này thì xử lý được, lấy cái bật lửa chúng mình hơ qua đi. Nhưng mà mình sợ cái này hơi mỏng ấy, mỏng quá không nhỉ. Mặc cái này tôn dáng phết đấy các bạn, nhưng mà bạn nào mà có cái phần bụng dưới to thì mặc cái quần ghen bụng vào nha, bởi vì cái này thì chất vải nó khá là mỏng, nó không phải là quá mỏng đến mức mà lộ hết những cái gì bên trong chúng mình mặc. Thế nhưng mà nó cũng khá là mỏng, với cả là cái chất vải nó có giá rất là nhiều, thế nên là nó ôm được vào cái phần người của mình ý. Thế nên là nếu như mà không mặc ghen bụng và bụng nó hơi kiểu to to một tí thì nó sẽ rất là lộ, mặc cái ghen bụng vào nha các bạn. Chứ không thì bạn nào mà bụng phẳng thì mặc cái này tôn dáng quá này. Đẹp, nói chung là chẳng có gì để chê cả. Mình nghĩ là mình sẽ giữ lại cái bộ này để mình mặc khá là nhiều dịp. Yeah. Áo này là cut shoulder hay là áo này đây? Nhìn cut shoulder các bạn ạ. Ok, áo cut shoulder. Phía sau thì chúng mình có hai cái này để có thể buộc được nơ ở phía sau lưng. Nói chung thì cũng xinh, mà cái chất vải của nó hơi kiểu cắt cát và nó khá là dày dặn đấy các bạn ạ, khá là dày dặn. Thế nhưng mà mình thấy có một cái điểm nó hơi bị vô duyên ý, không biết là các bạn có nhìn thấy cái màu của cái mút ngực cái bên trong không, nó là một cái màu hơi hồng hồng ấy các bạn ạ. Hơi bị lỗi ý. Eo ơi, khi mặc lên nhá mà nhìn rõ được cái vùng mà cái phần mút độn ngực của người ta nó hồng dã man luôn, nên không biết ở trên cao các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà thầy với bạn nhìn trên gương nhìn rõ cực kỳ hai cái cục hồng hồng ngay giữa ngực luôn, trông rất là kinh luôn ý. Còn phía sau thực ra thì nhìn nó cũng xinh đấy, còn cái nơ buộc cái trông nó cũng khá là hay, nhưng mà mình buộc nơ trông không đẹp lắm vì mình đang bị kiểu ngược tay các bạn. Mà nói thật là mình cũng không khuyên các bạn là nên mua cái này đâu, bởi vì nó không đẹp, đặc biệt là cái phần ngực ấy cực kỳ không đẹp luôn, hai cái phần mút ngực ấy nhá đặt sai vị trí hoàn toàn luôn, không có ai mà ngực người ta lại để thẳng cắt hai cục như này ngay trước mặt thế này cả, đúng không? Ngực bao giờ ngực đẹp người ta cũng phải để tràn đều sang hai bên này trước thôi, nhưng mà người ta lại may sát quá và nó ghim luôn vào đây rồi các bạn. Bây giờ có chỉ có cách là tháo ra và ghim lại thôi. Với cả là khi mà nhìn ngang nhá thì các bạn có thấy là nó ụ lên một cục như này không, trông nó vô duyên lắm ý, không đẹp, thực sự là không đẹp. Với cả là cái phần đai, cái phần dưới ngực này cũng thế, cũng không ôm vào các bạn, nhìn cũng không đẹp luôn. Nói chung là đây là một cái áo thì nhìn trên ảnh ấy rất là xinh, rất là đẹp. Cái kiểu thì nó may đúng như vậy, nhưng mà form viết thì nó không được như là trên ảnh đâu, nó không được đẹp đâu. Cái thì là cái chất vải trông nó khá ổn thôi, còn đâu với trông chẳng có cái gì ổn cả các bạn ạ. Không có cái gì ổn hết. Mẫu tiếp theo chúng mình sẽ có một cái quần yếm. Ôi dồi ôi, dễ thương cute này mặc không sao. Em ơi, mặt thì già lắm rồi, cho đi mặc mấy cái này. Đây, từ để mình mắc cái này vào nhá, xong rồi mình cho các bạn xem. Nhìn cute lắm luôn ý, thề. Này, cute dã man luôn ý. dính cái lông gì đen đen ở giữa đũng quần này. Cái này chất nó là kaki chun, nó không phải là dày giống như là những cái dạng kaki bình thường đâu. Sao trông nó rộng thế nhỉ? Ôi dồi ôi, mặc cái này lên trông mình như kiểu anh nông dân đi chăn bò ấy các bạn ơi. Với cả là mình thấy là nó hơi kiểu bị kích kích ở cái phần đũng ấy. Hay các bạn có nhìn thấy, mình đang đứng ở cái tư thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái quần, cái đũng của mình nó hơi bị kích đúng không? Dơ xuống như thế này thì nó còn đỡ này, nhưng mà dơ tay lên một phát, út chà,
không được, không ổn. Khi mà mình nhìn lại cái ảnh ấy, thì mình mới thấy là cái chất vải của ảnh ấy với cả ở ngoài á nó khác nhau hoàn toàn luôn. Nên các bạn, ở trên ảnh các bạn sẽ nhìn thấy từng cái thớ vải của cái vải kaki nhá, nhưng mà cái này các bạn sẽ không thấy một cái gì luôn, hoàn toàn là kaki chun luôn, và chun rất là nhiều luôn ý, và co giãn rất là nhiều luôn, không còn nhìn thấy cái thớ vải nữa mà thấy nó trơn tuột tuột, không đẹp các bạn ạ. Và cái chất vải này thì nó cũng không lên form nữa, cảm giác là nó hơi bị sột soạt ý, mà nó cũng không thấm mồ hôi nữa cơ. Nói chung đây là một cái chất vải không đẹp. Cái kiểu dáng thì cũng thực sự là cũng không thoải mái cho lắm ý. Đấy, đúng, nó hơi bị kích thì mình cứ nhún vai trên ở phía dưới cảm nhận được luôn. Nó chỉ được cái là trông nó khá là dễ thương rồi ý. Thực ra thì mình nghĩ nhá, nếu mà mình giữ cái bộ này để mà mình ngồi mình quay video không như này thì trông nó có vẻ ổn đúng không, được đúng không? Chứ mặc cái ra ngoài đường thì mình nghĩ là mình không mặc cái này ra ngoài đường được đâu, không đẹp. Ok, mình sẽ giữ cái này để quay video thôi. Wow. Ok. Cái này là một bộ đồ ngủ siêu dị thương, siêu cute, và in hình vô diện các bạn ạ. Nè các bạn, ôi cute quá. Hơi thối tí, nhưng mà cái chất này không đẹp các bạn ạ. Chất không đẹp đâu, chất nó kiểu chất kiểu thun pha ni lông ấy. Cái này mùa hè thì trông nó có vẻ rộng rãi thoải mái, nhìn nó có vẻ thoáng ấy. Thực ra cái chất này nó không thấm mồ hôi. Đó lý do vì sao mà cả cái bộ này chúng mình mua được với giá là 118.000. Vâng, 118.000 một cái áo và một cái quần. Thực ra thì kiểu dáng nó cute, nó được gỡ điểm lại thôi, chứ cái chất thì mặc nóng lắm. Cái quần như thổi đồ nam mà đúng không? Cái này người ta ghi là mặc vừa từ 40 đến 70 cân. Cái khoảng dao động nó hơi rộng nhỉ. Thế bảo vì sao mà nó rộng như thế này, to như thế này. Thật ra thì cũng xinh, cũng cute. Mình để ý một cái rất là buồn cười nha các bạn. Cái hình vô diện ở trên này này, cái hình mấy cái đứa ở trên gần sát cái cặp quần ấy, những cái hình này thì người ta in lên, thế nên là cái vùng cặp quần này người ta có may sun sun vào ấy, thế là làm cho chán mấy cái con vô diện này nó bị nứt các bạn ạ. Nứt cái màu in ra ấy, nhìn trông buồn cười dã man luôn. Trông mặt hơi ngu nhỉ. Hi. Ao ơi, trông buồn cười quá. Thề với các bạn luôn, đây là bộ quần áo cho nam. Cho nam thật sự luôn ý. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều rất là dài. Có phải nam không? Hay mình nghĩ là có thể nam nữ để mặc được đấy. Bạn nào mà thích kiểu cái style nó rộng rộng mà mặc ở nhà nó thoải mái ý, thì cái này là chắc là các bạn cũng hay mặc này. Đấy. Nhìn đáng yêu đúng không? Cho cái áo này vào trong quần thì các bạn sẽ nhìn thấy cái quần rõ hơn. Nhưng mà mặc cái này trông nó sẽ hơi đần đúng không các bạn? Đần đúng không? Nhưng mà không sao, nhìn rõ là được. Thực ra thì cái bộ này không có cái gì để chê, nhưng mà cũng không có gì để khen cả, bởi vì là nó cũng như là một cái bộ ngủ bình thường thôi. Thế nhưng mà được cái một cái hình rất là cute, rất là dễ thương này các bạn. Ấy, dễ thương đúng không? Mình đang nghĩ là mình sẽ phải ngồi cắt bớt cái áo này đi một tí, cắt cả cái quần nữa. Quần nó vẫn hơi dài so với quần ngủ tiêu chuẩn của mình các bạn. Quần ngủ tiêu chuẩn của mình nó phải như thế này. Đấy, nó ngắn lên tí như này. Thế nhưng mà cái này mình đã nhận ra một điều là nó rất là tiện lợi cho cái thói quen sinh hoạt ăn uống ngày của mình, chính là mình rất thích ngồi gác chân như này đó các bạn. Đấy, ngồi gác chân này, ngồi ăn này, không hiểu sao ngồi gác chân này ngồi ăn cảm thấy ăn ngon hơn. Thế đây là ngồi gác chân mà cái quần nó dài như này thì nó cũng khá là kín đáo, khá là tế nhị. Rồi đang suy nghĩ có nên cắt hay không, nhưng mà cái áo chắc chắn là mình sẽ cắt nhá. Nhưng mà chốt lại cái bộ này là mình vẫn sẽ giữ để mình mặc, bởi vì nó khá là thoải mái, khá là dễ chịu. Mà các bạn gửi cho mình cái bộ này, mình đúng tuyệt tháp luôn ý các bạn. Tuyệt tháp thật sự luôn ý. Sao mà người ta có thể làm ra những cái bộ quần áo mà nó kiểu kỳ cục đến mức độ như vậy chứ các bạn. Thực ra cái bộ này á là mình có nhìn thấy ở trên TikTok rồi. Thế nhưng mà các bạn gửi cho mình để mình mua ấy, thì là trước khi cái video TikTok đó được ra đời. Cho nên là bạn nào gửi cho mình cái bộ này coi như là cũng có gu thời trang đi trước xu thế đấy. Sành điệu lắm đấy. Ôi dồi ôi, túi quần lại còn có cả zip nhá. Chắc chắn luôn. Nó chỉ có mặt trước thì là in hình mình tông hoàn hảo thôi các bạn ạ, còn mặt sau thì là màu đen đấy. Nhưng mà cái mặt sau nhá, trời ơi các bạn nhìn đi, nó siêu mỏng luôn, siêu mỏng luôn ý. Cả bộ này có 70.000 thôi các bạn, 70.000. Thế nhưng mà nói thật là cái chất lượng in á rất đẹp, nhìn như thật luôn. Nhìn không phải, tất nhiên là người ta lấy hình thật là phải nhìn như thật rồi ấy, nhưng mà tức là cái hình in á, nó không hề bị vỡ nét hay là không hề bị coi như là bị làm sao nhỉ, nói chung là không bị ảo ấy các bạn. Nhìn nó rất là thật luôn và các nét nó rất là sắc luôn, in chất lượng cao. Xin chào các bạn, đại sứ mi tông hào hào. Sự là ngoài cảm giác buồn cười ra thì mình có một chút hơi khó hiểu ấy, là mục đích người ta để làm ra những cái bộ này để làm gì nhỉ? Ngoài cái việc là người ta mua để làm những cái kiểu clip fun fun vui vui, hay là để làm cái gì mục đích nó mang cái tính như là hài hước thôi, chứ mình không nghĩ là người ta có thể mặc cái này đi ra ngoài đường đâu đúng không các bạn? Có ai mặc cái này ra ngoài đường không? Có không? À ôi, khi mặc cái bộ này trông sang cả con người lên ấy các bạn, trông đúng kiểu như là đại sứ mì tôm hào hào luôn đây này.
Đấy, sang chưa? Đẹp chưa? Úi dồi ôi, tuyệt vời nhá. Mấy cái kiểu kỳ dị khó hiểu như này mà các bạn cũng moi ra để mà gửi cho mình được, hay thật đấy. Lạ thật đấy. Mình phát hiện ra một điều. Hào hào. Hào hào. Đây là mục đích của nhà sản xuất đúng không? Sao không thêm một cái chữ hào hào ở vùng này nữa? Đây này, đấy. Hợp lý luôn mà nó phải uốn cong như này này. Tôn cái đường mông đền tạo hiệu ứng 3D các bạn. Trời ơi, không được đâu, ai gửi cho mình cái này đây? Wow, thank you very much. Đây là một cái váy rất xinh. Một cái váy mà mình nhớ là có một thời gian nó rất là nổi. Nổi lắm các bạn ạ, và cái váy này nó rất là đắt. Nhưng mà mình nhớ không nhầm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm mười mấy triệu cái váy này. Nhưng mà mình mua ở trên Shopee như là có 300 hay 400 ngàn gì đó. Nói chung là một cái giá rẻ hơn cái giá gốc rất là nhiều. Thì tất nhiên là cái váy này của chúng mình không phải là váy gốc nha các bạn. Ê, như là có... À, có thêm một cái áo hay rồi. Cái áo quê nó mỏng như một tờ giấy. Đây này, cái váy dâu tây này này các bạn này, xinh chưa? Ừ. Eo ơi, nhìn công chúa nhờ. Xinh nhờ, đây không phải là style của mình đâu. Nhưng mà thật sự là mình cũng rất là thích ngắm những cái váy như thế này ấy, các bạn. Nhìn trông mà đáng yêu dã man luôn ấy. Cái váy này may fake mà xinh đấy chứ. Ở bên trong cái phần lót người ta cũng may vắt sổ rất là tử tế, rất là đẹp luôn này các bạn. Bình thường ở những cái hàng mà mình thấy là người ta may nhái hay là may fake lại ấy, thì những cái đường lót ở bên trong này người ta may rất là xuề xòa, người ta may kiểu nhăm nhăm nhở nhở ấy. Nhưng mà cái này, cái hàng này người ta may đẹp này các bạn này. May ok lắm. Cái đường may mũi chỉ rất là gọn gàng luôn, rất là đẹp luôn. Em muốn mặc thử. Ô, mình thấy cái váy này may fake mà đã đẹp này rồi thì nếu mà hàng thật thì mặc nó còn đẹp như nào nữa hả các bạn. Nhìn xinh quá luôn ý. Rất xinh. Có tội là da mình không hợp màu hồng cho lắm. Bạn nào mà da trắng ấy mặc cái màu đẹp dã man luôn. Thế nhưng mà cái này có một điều là hơi ngứa. Hơi ngứa các bạn ạ. Cái vải của nó kiểu là vải màn á. Hay vải giống vải màn ấy. Thì cọ lên người này thì nó hơi bị ngứa nha. Nhưng mà được cái là kiểu dáng nó rất là xinh. Cái váy này thì nó không phải là thuộc style của mình cho lắm ấy. Mình không bao giờ mặc những cái kiểu nó công chúa, nó bồng bềnh, nó kiểu đáng yêu, nó kiểu dịu dàng nữ tính như thế này cả. Nhưng mà mình sẽ giữ lại để khi nào mà kiểu chụp ảnh ấy. Đấy, mặc cái này đổi style cho các bạn bất ngờ. Yeah. Ý, cái này xinh quá này các bạn. Từ từ nha, để mình định hình được là cái này nó là cái gì đã. Ok, cái này nó là một cái váy quay nhưng mà nó có cái phần hai dây. Hai dây nó sát vào trên cái phần cổ này các bạn này. Và trông nó siêu đáng yêu luôn. Ôi, chất vải dày dã man. Bạn nào mà kiểu da trắng trắng nhá, mà kiểu mặt tròn tròn bầu bầu xinh xinh ý, mặc cái này dễ thương cực. Ê, chất vải này đẹp đấy các bạn ạ. Chất vải rất dày nhá, nhưng người ta may thêm cho một lớp lót nữa, rất là tử tế luôn này. Chất vải này thứ nhất là nó dày là một này, thứ hai là nó lên form, bởi vì cái dáng váy này các bạn sẽ thấy là nó hơi phồng phồng đúng không? Và cái chất vải này nó dày, thế là nó lên form rất là đẹp luôn ấy. Xinh. Xinh quá. Trời ơi, nhìn cái bộ này là đáng yêu quá. Đáng yêu quá. Xinh quá đúng không các bạn? Mình highly recommend cái bộ này cho các bạn nhé. Cái này rất là phù hợp cho những bạn nào mà tầm 15, 16, 17 tuổi mà theo cái style kiểu dễ thương cute ấy. Mặc bộ này dễ thương lắm các bạn ơi, thật đấy, nó rất là dễ thương luôn ý. Đáng yêu lắm, nó cứ phồng phồng phồng, nó cứ bay, xong rồi nhìn nó cứ kiểu bồng bềnh ý. Với cả nhất là cái này nó gọi là hai dây ấy, thế nhưng mà nó không hở lắm ấy các bạn, bởi vì cái phần cổ nó rất là cao. Nó cao hẳn lên trên này, phần phía sau nó cũng cao nữa. Thế nên là mấy bạn tuổi teenager mặc cái này được, rất đẹp, rất là đáng yêu mà không kiểu bị lo hở quá. Mặc mùa hè thì cực kỳ mát luôn. Nam mô Di Đà Phật. Đây, trời ơi tôi chết cười với các bạn thôi. Cái này nó là một cái mũ hình con cá ấy các bạn. Các bạn xem TikTok nhiều thì chắc là các bạn cũng thấy cái hình mũ này rồi đúng không? Đây các bạn. Rồi, đây các bạn gửi cho mình bảo là mình mua cái mũ này để mặc. Ôi cái mùi. Ê ôi, chết mất rồi. Ôi trời ơi, kinh quá cái mùi cao su. Cái này bảo người ta trồng vào đầu làm sao mà chịu được hả rồi. Chết mất. Đây các bạn. Các bạn bảo mình mặc đội cái mũ này. Mặc với cái bộ này. Thực ra là cái bộ này á, đây cái bộ này là mình rất là muốn mua. Mình có inbox cho shop để mình hỏi là cái bộ này có bán kèm với cái bơm không, bởi vì đây là cái bộ để mà chúng mình bơm hơi vào xong rồi để mặc đúng không, chứ không phải là mặc nó phồng sẵn như vậy. Thế nhưng mà shop không trả lời mình các bạn, thế nên là mình cũng không mua được và mình cũng không tìm được thêm shop nào cả. Ở trên Taobao ấy thì người ta chỉ cho thuê thôi chứ người ta không bán. Thế nên là rất là khó để mà mình có thể mua được cái đấy. Vậy nên là mình đã không mua được, mình chỉ mua được mỗi cái mũ ấy thôi. Xe nhau ra. Thực ra thì mình đang hơi bị chết rồi. Mình đang lo được cái vấn đề là lát nữa làm sao mình chụp được cái mũ này vào đầu đây hả các bạn.
Để mình... Ôi, sao mà... Shit. Thối quá. Eo. Eo ơi, mình bị ngộ độc. Trời ơi, nó thối quá. Thề với các bạn luôn là vừa chụp cái mũ này xuống cái mũ một phát là cái mùi cao su rồi cái mùi mùi sơn này này các bạn ấy. Nó wow, nó sộc một phát lên tận óc cho à. Bây giờ Hằng đang hơi lắc lác này các bạn. Đang hơi bị lác này. Ghê quá, bây giờ làm sao đội được cái này. Oh man. Ok, nào đi ra đây. Đội thử xem nào. Vẫn ngửi thấy mùi các bạn ạ. Vẫn ngửi thấy mùi luôn ý, thề. Kinh quá. Không thở được nữa sẽ còn thối nữa. Bây giờ mình bịt cái đường mũi này mà thì cái mùi nó cũng bay vào đường mồm mình vẫn cảm nhận được các bạn ạ. Ai gửi cho tôi cái mũ này xem xong video này hối lỗi đi nhá. Nha. Rồi các bạn xinh chưa? Mắt tôi không nhìn thấy cái gì đấy. Ây. Thì mình nhìn thấy các bạn qua camera được này. Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và mình là Aqua Woman. Yeah. Thối quá. Ôi, nó dính hết mùi vào tóc luôn rồi đây này. Ô kìa. Trong lúc bạn nạn nó rơi mất cái dao dọc giấy rồi. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái áo. À mình biết cái áo này. Eo từ từ nhất, cho mình ném cái này nó đi ra xa một tí đã. Cái này nó mùi kinh quá, nó cứ bâu xung quanh mũi mình từ nãy giờ. Bye. Áo là dạng áo gi lê, thế nhưng mà khoét lưng. Áo cổ yếm á các bạn. Cổ yếm này. Thực ra thì cái kiểu này nó rất là xinh, nếu như bạn nào mà có cái phần vai vuông á và cái phần vai nó kiểu gầy gầy một chút. Mình thì gầy thôi nhưng mà vai của mình không gầy một tí nào nha các bạn. Và nó không vuông ấy các bạn, nó cứ hơi kiểu tròn tròn u một cục lên ấy. Thế là mình mặc mấy cái này mình chắc chắn luôn là nó sẽ không đẹp đâu. Nhưng mà đây là một cái áo xinh, rất xinh. Mình thấy rất là nhiều celeb quốc tế rồi Việt Nam cũng mặc những cái áo như thế này này. Nhưng bởi vì vai người ta đẹp, người ta mặc kiểu này đẹp. Với cả phần ngực người ta thì mình thấy nhiều người có phần ngực đấy mặc cái này nó sẽ rất là đẹp. Mình đây thì chả có cái nào cả, vai thì tròn, ngực thì lép. Mà thôi, hy vọng là nó sẽ không quá xấu. Mình không thích cái áo này lắm các bạn ạ. Chất vải của nó mới mua nhá, nhưng mà mặc lên cảm giác nó rất là dão á. Dão lắm ý. Vì cái sự dão của cái chất vải ấy các bạn, thế nên là khi mà mặc lên nhá, nó sẽ không ôm được vào người là một này. Nó sẽ làm cho rất là dễ bị lộ hàng. Nhất là cái cổ nó sâu như thế này các bạn. Cúi xuống một cái, hơi nhìn thấy hết ở. Có thể mình sẽ suy nghĩ về việc là mình mặc những cái kiểu như thế này. Thật ra thì cái tóc của mình nó khá là dài và nó khá là dày, vậy nên nó che được những cái khuyết điểm ở cái phần vai của mình, nó cũng khá là ổn rồi. Mình nghĩ là nếu như mà mình muốn mặc cái kiểu này mình sẽ tìm một cái chất vải thật là tốt. Một cái quần này nhưng mà ở cái phần đầu gối thì nó sẽ có cái hình ngôi sao này, co giãn không nhiều. Với cả là cái kiểu này nó may rất là xấu, như các bạn nhìn thấy là cái phần chỗ cạp này đi xuống phần hông này nó thẳng tưng luôn ý. Nó không có cái đoạn nào gồ ra để cho mông, cũng như là không có cái đoạn nào thu nhỏ lại để cho eo. Thế nên là mặc cái này á, ai mà kiểu như là người mà nào mà không có hông hay là không có mông ấy thì mặc lên nó sẽ rất là xấu, mình cứ thẳng tưng đuột như này này. Mình đang hơi nghi ngờ nhá, hay là cái kiểu này này, cái chỗ này này nó sẽ rơi đúng cái phần đầu gối của mình, thì như thế thì nó sẽ không căng được cái hình ngôi sao này lên và nó sẽ không đẹp ấy các bạn. Đấy, mình nghĩ là như thế. Nhưng mặc thử thì mới biết được. Phải gọi là siêu xấu. Siêu xấu luôn các bạn nhá. Rất xấu. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Từ để mình kéo cái ghế đây cho các bạn xem này. Cái phần ngôi sao ở trên cái phần đùi này này, khi mà chúng mình mặc vào nhá, kéo đến mấy ấy, nó cũng không bao giờ căng và nó không ôm được phần đùi nào chúng mình đâu. Thế nên là nó sẽ bị bùng nhùm như này các bạn này. Đấy. Trông xấu đúng không các bạn? Thứ hai nhá, cạp quần này, cạp nó bay ra này các bạn này, nó bị bửa ra này. Đấy, mà còn chưa kể cái quần nó không co giãn ấy. Mặc vào cảm thấy hơi khó thở nha các bạn. Mình đã không thích mặc những cái quần nào mà nó cứ ôm sát vào chân rồi. Mà cái quần này đúng kiểu thế luôn. Không hiểu là khi người ta chụp kiểu gì mà người ta có thể để cho cái hình ngôi sao này nó ôm được vào cái phần chân nhỉ? Hay tại đùi mình nhỏ quá? Nhưng mà đùi mà to thì cũng không vừa, mà mình đùi nhỏ nhá, mình mặc cái này là vừa khít luôn ấy các bạn. Bạn nào mà kiểu mập hơi khoảng tầm 5 cân thôi là chắc chắn không thể nick được vào cái quần này đâu á. Không nick được vào luôn á thì làm sao mà có thể căng được cái hình ngôi sao này nhỉ? Đấy, các bạn có thấy là nó xoăn nó xun vào không? Không kéo được các bạn nhá. Kéo xuống ấy thì nó sẽ vào đúng cái hình đầu gối thì nó lại còn xoăn nữa. Nhưng mà không được các bạn ạ, cái quần này không nên mua nhá. Đây lại là eo, sao thối thế? Sao lại có thể thối thế được nhỉ? Các bạn biết vì sao mà mình ngửi mùi thối mà mình cứ phải bịt lỗ mũi của mình lại không? Bởi vì mũi mình nó rất là nhạy cảm với mùi. Khi mà nó nhạy cảm với mùi ấy, đặc biệt là những mùi thối ấy, là mình sẽ bị đau đầu và mình bị tụt huyết áp các bạn ạ.
Váy, váy các bạn ạ. Cái váy, gọi xinh thật đấy, mức độ hơi thối tí nhá. Trên này cũng mình có một cái túi hộp. Cái chân váy này thì nó là chân váy dài các bạn ạ. Mình nghĩ là nó sẽ đến giữa cái phần bắp chân luôn đấy. Và cái size mình mặc hình như là size S. Đúng rồi, size S. Khi mà mình mua quần áo ấy, mình rất là để ý đến cái đường may mũi chỉ các bạn. Đường may mũi chỉ mà nó đẹp nhá thì làm cái bộ quần áo của mình ấy trông nó rất là xịn, trông nó có dáng rất là đắt tiền. Và nhất là với những cái bộ quần áo nào mà nó có may cái phần chỉ nổi này các bạn này. Đấy thì nó sẽ làm lộ ra cái đường chỉ nếu như mà nó không may đều. Thế nhưng mà cái này thì được cái là may rất là đều này. Bộ yếm này mình mua cũng không đắt lắm đâu các bạn ạ. Không đắt, mình không nhớ chính xác giá là bao nhiêu tiền. Ở đây người ta cũng không ghi giá cơ. Nhưng mà rẻ, mình nhớ là rẻ và khá là xinh. Ê, cái này đáng yêu quá. Thực ra thì nhìn á, trông nó có vẻ đáng yêu. Nhưng mà mặc lên mình thấy là mình mặc cũng hợp đấy chứ các bạn. Hợp đúng không? Nó không kiểu giống nó cơ sừng lắm nghé cho lắm. Mà cái này nếu mà chúng mình mặc bên trong một cái crop top mà ngắn ngắn, ngắn hơn mình đang mặc một chút này. Ví dụ nó cao lên trên này một chút này. Đấy, nó nhìn thấy cái đường lườn này của chúng mình này. Thì trông nó lại có một cái dáng khá là sexy đúng không? Đấy, đẹp đấy. Vội đẹp, ưng, duyệt nhá. Chất vải cũng đẹp, mà cái kiểu dáng cũng đẹp. Đường may mũi chỉ cũng đẹp, form cũng đẹp. Cái này là cái bộ quần áo mà giá tiền đi đôi với chất lượng này các bạn này. Được đấy. Các bạn biết là mình thích nhất cái điểm gì ở cái áo này không? Đấy chính là cái này nó có rất là nhiều túi các bạn ạ. Và cái túi rất là to ở đây nhá. Đấy, xong một cái túi ở bên này nữa. Đâu nhỉ? Đây, một cái túi bên này nữa. Rồi hai cái túi ở bên lườn nữa. Đấy, đựng được tha hồ đồ luôn. Thế thằng có những cái ngày mà mình đi ra ngoài đường mình không muốn mang túi xách ấy các bạn, mình sẽ mặc những cái bộ đồ như này, nó có rất là nhiều túi để cái gì mình cũng găm hết vào trong người, không rơi. Đấy, không bị quên. Dễ rồi, mà không phải mang cái túi sách nó nặng các bạn ạ. Thật ra cái túi sách nó cũng chẳng nặng là bao nhiêu đâu. Nhưng mà bởi vì lười á. Xinh, yeah. Mùa hè rồi, rất là thích mặc những cái nào mà nó kiểu chất nó mát mát mà kiểu họa tiết nó vàng vàng xinh xinh này các bạn này. Ê, cái bộ này xinh quá. Vàng vàng xinh xinh, màu này xinh quá luôn ý. Xong rồi cái kiểu may nó sun 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 này nhá, trông nó rất là dễ thương, nữ tính này. Mà nó lại còn sexy nữa. Với cả là mình rất là thích mặc những cái nào mà nó sun sun như này. Bởi vì là cái hông của mình nó khá là nhỏ ấy các bạn. Thế nên là mặc có những cái sun như này ý, thì nó sẽ che được cái vòng hông nhỏ của mình, làm cho nó nở ra, ăn da được một tí. Xinh, màu này rất xinh. Bạn nào gửi cho mình bộ này mình cảm ơn nhá. Wow, bộ này rất đẹp đúng không các bạn, gọi xinh đúng không? Yeah, không có gì để chê về cái này cả. Khi mà mình nhìn lại trên ảnh ý thì mình thấy là cái này có thể mặc theo một kiểu khác nữa. Ví dụ như là cái phần dây này chúng mình có thể bắt nó sang bên này và nó thành một kiểu có hai cái dây của một bên á các bạn. Hoặc là chúng mình có thể đeo lên để làm cổ yếm cũng được nha các bạn. Bởi vì là cái dây nó mở, thế nên là chúng mình có thể tha hồ sáng tạo với hai cái dây này. Người ta còn cho mình thêm cả hai cái dây nữa, nhưng mà mình không biết là hai cái dây để làm cái gì các bạn ạ. Thế nhưng mà thôi cứ giữ lại, biết đâu mà xoay nảy ra cái ý tưởng gì đó. Nó xinh nhỉ, bộ này xinh quá, bộ này mặc lên đẹp quá. Bộ này cho 10 điểm nhá, cái màu mình thích này. Cái chất vải mình cũng rất là thích nữa, rất là nhẹ các bạn. Và nó rất là bay bay bay. Xong rồi cái họa tiết nhìn cũng xinh nữa, hoa nhí nhí màu vàng vàng, trông nó rất là mùa hè luôn. Với cả là cái dáng nhịn đẹp. Thực ra cái dáng của cái váy này may nó rất là đơn giản các bạn ạ. Thế nhưng mà lên dáng ấy thì nó lại rất là tôn. Xinh. Lại một cái gì liên quan đến jean này. Ôi Thôi chết rồi. Quần áo online giờ này mua kiểu gì ấy nhỉ? Sao bộ nào cũng thối ấy nhỉ? Đây là một cái áo váy chất liệu là chất liệu giả jean các bạn ạ. Đây nó dài ngoằng như thế này luôn này. Chỉ tí nước hoa cho đỡ thối các bạn ạ. Ok, nó không thúi thì mình thử đồ mới không bị thúi huyết áp nha các bạn. Mình thấy ở trên ảnh người ta cũng mặc như thế này các bạn, nhưng người ta có thần thái lắm, người ta mặc xinh lắm. Xong người ta đi với một cái đôi giày thể thao, xong rồi người ta đội một cái mũ lưỡi chai, nhìn đẹp lắm, nhưng mình mặc lên trông không đẹp nhỉ. Thực ra là cái bộ này, cái áo này trông nó không khác gì so với hình cả. Thậm chí là cái chất vải của nó còn vượt hơn cả sức mong đợi của mình cơ. Phần dưới này là nó xẻ xẻ này, nhìn trông nó khá là sexy. Nhưng mà làm nào cho các bạn xem mình nhỉ? Nói chung là chúng mình có cái phần xẻ ở giữa nha. Nhìn thì nó có vẻ là bình thường và khá là cơ bản, hay là mình nghĩ là mình có thể mặc được nhiều lần với cái áo như thế này. À, có hai cái túi này. Đấy, ôi dồi, tuyệt vời. Mình sẽ để cái hình mẫu bên này người ta mặc để cho các bạn tham khảo cách mặc nhá. Mình nghĩ là nếu như mình đi ra ngoài đường thì mình cũng sẽ mặc như thế thôi, chứ mình không có nghĩ ra được kiểu nào để có thể mặc được cái áo này cả. Cái này thì mình sẽ cho 9 điểm về kiểu dáng, 10 điểm về chất lượng cái chất vải, quá đẹp luôn. Ok các bạn, và vừa rồi chúng mình đã cùng nhau thử một số những món đồ quần áo mà các bạn ở trên Insta đã gợi ý cho mình. Và có một số bạn thì mình chưa kịp mua đồ, như là đồ không có size hay là shop không còn nữa, thì chúng mình hẹn nhau đợt sau để chúng mình tiếp tục làm một video như này nữa nhé. Và sau khi mà làm xong video này thì mình mới nhận thấy rằng là có quá trời bạn yêu thương mình thật lòng, và cũng có một số bạn đang yêu thương mình là hơi giả lòng nhá. Ví dụ nhá, này là hơi giả nhá. Yêu thương với nhau như này là hơi quá đáng nhá. Đấy, xem xét lại tình yêu thương đi nhá. Và
Và ok, hy vọng là mình đã mang lại những giờ phút vui vẻ cho các bạn trong cái video này. Các bạn hãy nhớ check phần bình luận ở dưới để tìm link những cái bộ quần áo mà các bạn thích trong ngày hôm nay mình đã mặc nhá. Và kèm theo đó là mình có chèn thêm một số những cái voucher của Shopee như ngày 7 tháng 7 đợt sale này. Thế nên là chúng mình hãy nhớ check ở comment nha. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ like cho video, subscribe kênh của mình để cho mình cảnh giác bạn khi ra video mới và vào cái Instagram để follow nữa nhé. Xin chào. Bye. I love you. If you see me calling thì xin anh đừng có nhấc máy. Nếu như anh có nghe tôi thì cho em xin nó lần này.